Mẹ tôi lần chuỗi bồ đề, thật là điều kỳ diệu cho mẹ tôi. Mẹ tôi đến hôm nay sắp tròn 102 tuổi. Cách đây hơn 2 năm mẹ hôn mê sâu tại bệnh viện Quảng Ngãi. Hội đồng bác sĩ hội chẩn đã cho đưa mẹ về chờ ngày Phật rước đi. Người mẹ già của người bạn thân giàu có cùng xóm quê nhỏ hơn mẹ tôi 2 tuổi, cũng hôn mê sâu như thế và bệnh viện Quảng Ngãi cho về cùng một ngày, thì 2 tháng sau mẹ người bạn đã ra đi. Còn mẹ tôi, kỳ diệu thay, dần dần mẹ ăn uống được và dần dần hồi phục trí nhớ như xưa. Quả đúng như lời của Thầy Lý Phật Quang trụ trì chùa Tường Quang nói, mẹ thi sĩ được trời Phật độ trì. Chứ với cảnh ngộ mẹ tôi thật là bi kịch, đau lòng. Chồng đi tập kết rồi có vợ nhỏ, ở miền Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh lừa phỉnh bỏ mẹ tôi cô quạnh trời Nam, và một người anh cả đi tập kết theo cha mà người dâu cả đất Bắc, cũng ruồng bỏ mẹ tôi. Mẹ tôi khôi cục trời Nam, lóc cóc cổ xe sầu trường ca mẹ tôi, trước 1975, đã thất lạc, nuôi 2 con trai đều qua đại học. Em trai tôi đại học sư phạm rồi sau năm 1975 công tác ngành giáo dục huyện nhà, làm cán bộ quản lý phòng giáo dục huyện. Mẹ ở quê với vợ chồng em trai tôi ở quê ấm cũng biết dường nào, dù tôi tấm thân du tự sống lang bạc đất phương Nam. Nhưng chẳng may, em trai tôi mang phải căn bệnh hiểm nghèo trời gọi ai nấy già.
rồi em trai đã ra đi, nay đã qua dỗ lần thứ 8 rồi. Từ ngày ấy, tôi đưa mẹ vào Sài Gòn ở, nhưng được 3 tháng mẹ nặng nặc đòi về chữ sống không có bàn già trò chuyện mà như nhốt tù ở thành phố, mẹ không chịu được. Thế là tôi đành phải đưa mẹ về quê, về nhà người em trai ngày xưa mẹ ở. Nhưng Thiểm Tư ơi Thiểm Tư hỡi, cô dâu út vợ em trai tôi bỏ đi xa, không thèm nghe nói năng gì, không dung chữa mẹ già nữa. Tôi đành chở mẹ với hành lý kinh càng lỉnh kỉnh về phía ngoài đây, thôn trên thôn dưới cùng một làng. Thật là bi kịch cho thân phận mẹ tôi, căn nhà ngói của mẹ ngày xưa sống tảo tần nuôi con ăn học, ngày em trai tôi còn sống đã phá dỡ đi, xây đúc nhà mới phía khác trong khuôn viên khu vườn hơn 3 sào đất. Tôi đã mời cả anh cả chị cả em và cả cháu ở phía ngoài về mừng bà cô đã về đây, khoảng 4 bàn, hơn 40 con cháu. Tôi trình bày cảnh ngộ của mẹ tôi và thương quá, cả anh chị em con cả cầu mợ, tôi nay đã là người thiên cổ hết rồi. Đều tỏ lòng thương yêu bà cô như ông cha mình, rất nhiều anh chị và em đòi phụng dưỡng nuôi cô. Cuối cùng vợ chồng anh chị Phạm Bá Xảo và Nguyễn Thị Thanh Hà chị Đầm, đây nhận phụng dưỡng nuôi cô từ hơn 8 năm nay. Tôi cảm động vô cùng, khi nhà anh Xảo có tang ông cầu ruột, cả anh chị em khác đều phục tang. Riêng anh Xảo nói tôi xin không phục tang vì chờ đợi phục tang cho bà cô ở nhà. Hơn 2 năm nay, từ ngày mẹ tôi hôn mê sâu bệnh viện cho về, rồi dần dần mẹ tôi hồi tỉnh lại, tôi đã ở quê hẳn nhà anh chị xóm quê đây chăm sóc mẹ già. Bởi mẹ tôi sinh 3 người con trai, nhưng người anh cả và đứa em út gia đình khá giả đã mất sớm, giờ còn lại đứa con trai duy nhất là tôi, kiếp bụi đời thi sĩ đây. Loạng thoảng, khi mẹ khỏe, anh chị thương thằng em trai con bà cô có máu nghệ sĩ, bảo chú có thể đi chơi gặp bạn bè của chú cho vui, nên thỉnh thoảng tôi cũng đã giang hồ vặt như ngày nào. Hi hi! Cách nay đúng một tuần, tôi đang lang thang ở Sài Gòn, lúc 3 giờ sáng, chị Đâm ở ngoài quê gọi điện thoại bảo cô mệt, yếu, rên dữ quá. Thế là sáng ngày tôi lấy vé máy bay và chuyến bay Vietjet Air buổi trưa bay, đầu buổi chiều thì tôi có mặt bên giường mẹ. Qua 2 đêm tiếp theo, mẹ cũng đau trong người, khó thở, cũng rên la, đút tí sữa rồi nước hồ mẹ cũng không buồn nuốt. Cả anh chị em tôi và các cháu đã xác định tinh thần, mẹ sắp tròn 102 tuổi, Phật rước mẹ đi thanh thản cũng cùng lo hậu sự mộ yên mã đẹp cho mẹ thôi. Vậy mà, kỳ diệu thay, qua 2 ngày uống mấy viên thuốc, đục được mấy muỗng cháo và uống được ít sữa, sáng hôm nay mẹ tôi đã tỉnh lại, từ ngồi dậy, từ vin đẩy xe đi đánh răng rửa mặt, và từ ngồi vào ghế cầm muỗng sáng múc bánh gọi là đưa, lên miệng ăn gọn gàng thơm tất không đổ dính ra bàn. Tôi ngồi lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của mẹ mà mắt lệ mừng rưng rưng. Uống nước xong, rồi mẹ tôi từ vin xe đứng lên, từ vin đẩy xe lên giường và mẹ lặng lẽ tĩnh tâm, lấy túi đựng chuỗi hạt bồ đề, trải khăn vuông trắng sạch đặt nhóm 10 viên sỏi một góc khăn rồi ngồi ngay ngắn, và bắt đầu lâm nhâm niệm Phật, lần chuỗi bồ đề. Cứ dạp vòng chuỗi bồ đề, mẹ lại chuyển một viên sỏi qua góc bên kia. Khi chuyển đủ hết 10 viên sỏi là tròn đủ 10 vòng lần chuỗi bồ đề, mẹ xếp gói lại cẩn thận lắm, cho vào túi vải để bên gối trên đầu giường. Vậy là mẹ đã lần đủ 10 vòng, 36 hạt quá khứ, 36 hạt hiện tại, và 36 hạt vì lại bằng chuỗi bồ đề 108 hạt nhân 10 lần bằng 1080 hạt bồ đề. Trong khi ngồi chăm chú theo dõi mẹ lâm nhâm niệm Phật lần chuỗi bồ đề, đứa con cũng lâm nhâm vần thơ. Mẹ tôi lần chuỗi bồ đề, mẹ tôi lần chuỗi bồ đề, lâm nhâm niệm Phật bốn bề tình không, thả lòng trời đất mênh mông, ung dung cảnh hạt trắng bông mây chiều, tay gầy lần hạt, mẹ yêu, cõi trăm năm đỏ bồng phiêu đời người, tâm theo chuỗi hạt, mẹ ơi, trong từng khoảnh khắc buông rơi ưu phiền, thăng trầm thể sự đảo điên, lần qua nghiệp chướng, xa miền trầm luân, lim dim đôi mắt nhập thần, lâm nhâm niệm Phật ngàn lần tùng hô, lâm nhâm niệm Phật, Nam Mô, mẹ ơi, tư tài với Bồ Đề Tâm, đức nhuận, mô đức. Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2022, Trần Hoài Nguyên. Thank you.
Brahman.